chín rồi cả nhà ơi. Quá xa trái luôn cả nhà ơi. Để mình kiếm cái chỗ nào mình hái coi. Lúc mình vô đây là cũng có rất là nhiều người vào đây và đi xuống dưới con đường này nè. Mình vô coi thử bên trong có gì cả nhà. Wow, trái nhiều dữ. Hello, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay bếp của ba sẽ dẫn cả nhà mình đi tham quan một cái vườn trái cây ở thành phố Đà Lạt. Cả nhà hãy theo chân bếp của ba nhé. Từ trung tâm thành phố Đà Lạt hướng về phía nam đó cả nhà, mình đi theo con đường có tên là Khe Xanh. Con đường này cũng có những cái khúc cuốn quanh co nha. Cũng trên con đường này là mình đi tiếp một đoạn nữa thì nó sẽ có tên là đường Mimosa. Từ đó mình đi thêm khoảng chừng hơn 2 km nữa dọc theo cái triền đồi này cả nhà. Thì mình để ý bên tay phải mình sẽ thấy có một cái ghế để sẵn ở đây và một cái bảng ghi là bao tiền một mớ bình yên. Thì chúng ta vào đây là chúng ta vào đúng chỗ cả nhà. Hồng quá nhiều luôn. Chín rồi cả nhà ơi. Ê, đang là mùa hồng nha cả nhà. Hiện tại bây giờ là quá xá luôn. Trái to bự đã lắm. Đó. Ở đây là một cái vườn cà phê luôn nha cả nhà. Vườn cà phê vừa hồng luôn. Mình vừa tới cái vườn hồng cả nhà ơi. Trên đường đi xuống đèo thì có rất là nhiều hồng luôn. Đó, cho cả nhà coi nha. Bây giờ là chân đèo Mimosa. Cái đường Khe Xanh xuống rất là nhiều hồng luôn. Biết cả nhà thấy không? Để mình quay nhỏ nhỏ cho cả nhà coi nha. Đó. Bây giờ là hồng ra trái nhiều lắm. Nguyên cái dãy này là hồng không. Ôi trái triểu quả luôn. Quá xa trái luôn cả nhà ơi. Đó, nhìn trái thấy mê luôn. Ôi, một vườn luôn. Ôi, ở đây chín mà đến nỗi chim ăn luôn cả nhà. Ở đây là một cái chỗ vườn hồng có cả bán cà phê nữa. Ngay cái dọc đường đèo cả nhà. Ôi, nhìn đã lắm cả nhà ơi. Đây nè, ở đây không biết sao người ta không hái để chín chim ăn luôn cả nhà. Wow, trái đặc lừ luôn, nhìn đã lắm, mê luôn. Ôi ôi, quá xá trái chín luôn cả nhà ơi. Nãy mình có hỏi mấy em ở đây là mấy em ở đây nói là vào đây hái được. Đó. Ôi, một cái vườn rất là lớn luôn. Có nhiều người vô đây lắm nha cả nhà. Lúc mình vô đây là cũng có rất là nhiều người vào đây và đi xuống dưới con đường này nè. Cả nhà thấy đây là cà phê không? Nhưng mà đi xuống tuốt cái dưới chân đèo dưới đây. Ở đây người ta ghi cái bảng mình rẽ phải nè. Wow, sâu dữ vậy. Đi tiếp luôn. Ôi, đây có cây ổi nữa nè. Ổi. Wow, trời ơi, cái vườn hồng kìa. Bên đây có một vườn nữa. Người ta chia ra nha cả nhà. Người ta chia ra nè. Ôi, bên đây nhìn cái trái hồng bên đây nó đã nè. Wow, quá đã luôn cả nhà. Ôi ôi, quá xa trái luôn. Wow, cái này đó, cây quá tốt luôn. Cây này không phải là cây hồng. Cây này là chắc cây bơ hay gì. À không phải. Ủa cây gì vậy ta? Cây cà phê hả? Wow, cây cà phê to dữ vậy. Phải không?
Đây có trái cà phê nè. Chắc cái góc này không phải góc cà phê. À cái bơ, cái bơ. À cái bơ. Cái này là cái bơ. Wow. Đà Lạt cả nhà ơi, đất ở đây tốt quá. Ủa cả nhà thấy vườn hồng không? Quá xa trái luôn cả nhà ơi. Để mình kiếm cái chỗ nào mình hái coi. Trái nhiều lắm. Hôm nay dẫn cả nhà đi lang thang hái hồng nha. Quá xa trái luôn. Ở đây có cái bậc thang. Chỗ này có cái bậc thang để đi lên. Có thể là à, cũng hay cả nhà. Đây là lên nhìn cái vườn hồng nè. Vô hái hồng nha cả nhà. Bây giờ mình đi kiếm trái hồng chính mình hái thôi. Nhiều lắm. Quá chừng luôn. Đấy, giờ mình đi xuống nè. Ở đây chỉ có một con đường nhỏ thôi. Đấy, quá xa trái luôn. Vườn hồng này cũng cây cũng to lắm cả nhà. Này chắc cũng lâu năm rồi. Đó, đi xuống dốc đi đã lắm. Không khí ở đây rất là mát ha. Giờ này thì không khí rất là mát. Wow. Ở đây có cả cái cây hồng trái mà. Trái này trái treo hay là trái thiệt nó? Có cái thiệt cái treo. Trái cái là treo. À, có cái thiệt cái treo. Hèn chi nó. Ủa sao trên kia nó rách trống ở đây mà. Nó dày đặc. Ở đây sao nó dày dữ. Không khí cũng rất là vui á. Rồi. Hồng trái thiệt luôn nha cả nhà. Cái này là trái thiệt luôn á. Đứng bên góc bên đây đi, hồng bên chỗ này. Kìa rất là đông. Đây. Ở đây có quán cà phê và hồng treo cũng lủng lẳng luôn. Ở đây là người ta trang trí cái những cái trái hồng chính luôn nha cả nhà. Đây là khu vườn hồng. Trái rất là nhiều và bên trong là ở đây là họ trang trí một cái gian hàng cà phê bên trong. Bây giờ mình vô bên trong thử coi họ có cái gì nè. Mình vô coi thử bên trong có cái gì cả nhà. Wow, trái nhiều dữ. Cho cả nhà chín đẹp không? Wow, đẹp lắm cả nhà ơi. Nó lủng lẳng luôn. Bào la luôn cả nhà ơi. Lúc mình vừa bước vào cổng của quán cả nhà thì mình sẽ nghe thấy cái tiếng nhạc rất là êm dịu và hay nha. Thì ra tại đây chỉ là một cái quán cà phê nhỏ thôi cả nhà. Nhưng ở đây họ trang trí cái chỗ ngồi để cho khách ngồi nè, vừa ngồi cà phê, vừa xem cảnh thiên nhiên, vừa nghe nhạc, rồi có thể nghe cả tiếng nước suối chảy róc rách một cách tự nhiên lắm nha cả nhà. Còn nữa, du khách có thể thỏa sức chụp ảnh với lại những cái dây hồng treo lủng lẳng nè, cả nhà nhìn thấy nè, rất là bắt mắt luôn. Hiện tại giờ là đang ở mùa hồng chín rộ nha cả nhà. Đi quanh quán một vòng thì cả nhà thấy chỗ quán này nè, có trang trí trồng hoa, trồng cỏ cũng rất là tự nhiên, đẹp lắm cả nhà. Mình thấy cái đặc biệt là chỗ cái quán này nó tách biệt những nơi ồn ào và thay vào đó là cái sự tĩnh lặng và riêng tư lắm nha cả nhà. Mình thấy đây đúng là một cái nơi để khách có thể ghé cà phê và check in ở một cái thung lũng đèo Mimosa này chiêu lắm cả nhà. Cuối cùng mình không có hái được cái trái hồng nào ở cái vườn hồng này cả nhà.
vì cây hồng cao quá và mình không có xào để hái, nên mình vào quán review cho cả nhà xem để cả nhà tham khảo nha. Bây giờ bếp của ba xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở vườn hồng tiếp theo. Bây giờ bye bye.